Chào các bạn, hiện tại mình đang đứng trước cửa trung tâm thương mại nha. Bây giờ là 5:15 chiều, nay là ngày mùng 10 Tết. Chiều nay nữa là kể như hết mùng rồi nha các bạn. Hết mùng là sắp chuyển qua mền rồi đấy. Đó, đâu mà chạy xe ngược chiều đây quá trời à. Đi ngược chiều luôn. Trời ơi, hai ba xe. Đường ở đây là đường một chiều nha các bạn. Đường mấy dưới này nè. Đường đó là đường một chiều. Nãy không biết đâu rồi chạy hai ba xe đi ngược chiều. Rồi, giờ mình sẽ chở các bạn đi vòng vòng thành phố Bến Tre tiếp tục. Chiều nay đi vòng vòng tiếp. Tại vì giờ này 5 giờ mấy mà trời còn mặt trời còn chói chang luôn nè, rất là đẹp đó, đã không nhìn mê ly. Còn mấy anh đây là công viên Đồng Khởi nè đó, công viên Đồng Khởi đang bao quanh tượng đài đó. Hồi trước là nó sửa lại mà bây giờ nó dở dẹp đâu mất rồi, không biết có sửa lại ha, nó thay thế cái tượng khác không biết. Bây giờ mình chở các bạn đi dài đường Đồng Khởi nha. Chiều nay nắng đẹp quá cho nên chở các bạn đi một vòng nè, công viên nè. Đó, không, công viên nay nó trồng mấy cây chuối này nó bự quá trời luôn. Chuối này không biết kêu chuối gì, không biết. Chuối nó xè toàn ra nay lớn quá chừng rồi, công viên nay mít lại hết trơn luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ chở các bạn đi vòng vòng đó, này là công viên Đồng Khởi. Học sinh chiều đi ăn ra nè, học sinh chiều đi ra đây uống cà phê trà sữa xíu đó. Đây là một cái trà sữa xíu với ngay cái dòng xây ngã năm là một điểm nữa, hai điểm cà phê xíu quá, bánh mì xôi gà. Còn quẹo tay phải này là xuống chợ cầu Bà Mụ. Đó, giờ 5 giờ mấy chiều, giờ này là tan tầm, công nhân ra rồi đi làm về cho nên là xe rất là đông. Đó, chỗ này là bán ba cái đồ ăn vặt quá trời luôn. Đây là dòng xây Đông Tây. Còn cái tiệm cá viên chiên Singapore này đông quá trời. Giờ này là vắng á, chút nữa là bao la luôn. Còn này là đại lộ Đông Tây nha các bạn. Đó, đại lộ Đông Tây làm chưa có xong, còn gian dở. Chiều cờ treo Tết tới nay còn quá chừng luôn.
nhìn rõ hết trơn. Kia nha, thì đi thẳng lên ngã tư Tân Thành. Chiều nay mình chỉ đi vòng vòng đại lộ Đồng Khởi, tại vì chiều nay nắng đẹp quá, đi vòng vòng chơi. Mình thì ngày nào cũng chạy vòng 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 thành phố vậy đó, đi rong ruổi hết đường này tới đường khác vòng vòng thành phố Bến Tre. Điểm đến cuối cùng là cầu Hàm Luông về tới cầu Hàm Luông. Buổi chiều này chắc đâu ai cúng kiến gì nữa hết rồi, cúng là cúng buổi sáng sớm hay gì. Chiều mình đi lang thang một vòng coi coi. Đó, trước mặt các bạn là nhà xe Thịnh Phát, ai đi xe Thịnh Phát lên đây đi nè, nhà xe Thịnh Phát nè, đó thấy không, đó lên đó đi Sài Gòn. Bên đây là trường Nguyễn Đình Chiểu, thấy không? Trường Nguyễn Đình Chiểu bên đây nè, quay ngược nắng cho nên tối. Đây là xe bán hột vịt, hủ tiếu xương gà hải sản, hột vịt lộn, hột vịt lộn đây, bò đá tép lộn đây, bò đá tép lộn đây. Bên kia là đường đi vô chợ Tân Thành. Ngay đầu vô chợ Tân Thành có mấy sạp trái cây rất là đông. Trước mặt các bạn là dòng xe Tân Thành.
hai cái cột cao là dòng xây Tân Thạnh. Giờ mình sẽ chở các bạn đi đâu đây, lên sân bay. Chở các bạn lên cầu sân bay hay là đi ra cầu Hành luôn. Đây xe bánh mì. Đó. Giờ mình vòng ra đường Võ Nguyên Giáp đi ra cầu Hàm luôn. Ôi ôi. Xe dịch quay Bắc Kinh nè. Quá trời lớn không? Bánh canh cua 35k. Trước mặt các bạn bên tay trái là siêu thị Gold. Chiều bán thịt nướng. Giờ 5 giờ rưỡi rồi, quán xá bắt đầu chuẩn bị rồi. Massage quê hương đó, qua vô massage không? Ồ, mặt trời chiều lớn quá. Đây là nhà xe Phương Trang nha các bạn. Nè, nhà xe Phương Trang. Đây là siêu thị Go đây. Đó, Go. Quá đẹp luôn. Nó nắng chiều dội vô siêu thị Go. Đẹp không? Siêu thị Go Bến Tre. Cầu Kinh Sáng. Chiều nay đi thành bàn bàn ngắm cảnh chơi vòng vòng thành phố nhiêu vậy. Ngày nào cũng đi vòng vòng ngắm cảnh hết chứ. Mình đi mỗi lần vậy nó khác nhau, cũng một tiếng đường nhưng mà mỗi ngày mỗi giờ đi nó khác nhau chứ không ngày nào cũng giống nhau hết. 25k. Đây bán ăn lề đường. Đó, ẩm thực quê, lẩu nướng. Mấy quán này mới ra nè. Đó, còn bên kia là quán sáng đêm. Quán sáng đêm luôn. Đây, quán ốc 25k. Ngay cái đoạn đường này là mấy quán ăn về đêm. Đó, đây đó thấy không? Ốc đêm nè. Đó, quán ăn gia đình, ốc đêm đó, thấy không? Quá trời luôn. BBQ Lâm Sơn. Giờ này là mấy xe bán thịt nướng nữa ra rồi. Mai vợ trở về rồi. Mai này dám chừng mấy người chơi Tết á. Xong rồi giờ người ta giống như người ta ta mua cây mai ta chơi chơi xong rồi cái người ta gửi lại nhà vườn hay gì ta chăm sóc á, cái Tết người ta chở ra nhà người ta chưng Tết xong rồi cái qua Tết cái ta giao lại nhà vườn tự chăm sóc vậy á. Mấy người ta chơi kiểu vậy, cái thằng chở về. Đây là dòng xe mũ, dòng xe mũ nha các bạn. Đẹp quá, dòng sấy mũ. Đó, bên đó là đi với Ba Tri. Còn bây giờ mình đi về cầu Hàm luôn. Cầu Hàm luôn buổi chiều. Đây có xe bánh mì. Chiều đi vòng vòng dòm thấy mấy quán ăn giặt, xe bán đồ ăn giặt nữa. Nhóc bao la. Đi vòng vòng xem. Quán ăn này đây đây đó đóng cửa luôn, nó để nhà bán luôn. Kìa, cái giọng. Nghe nói vé số ngày nay bán đắt dữ lắm nè. Ngày nay mùng 10 vậy. Cho nên bán vé số đắt.
từ hôm Tết tới nay, tính ra bữa nay mùng 10 mới thấy là cái mặt trời đẹp như vậy á. Chứ bình thường là đâu có ngày nào mà mặt trời mà đẹp như vậy đâu. Ngày nào cũng sáng xịt rồi. Sáng nắng được một chút. Rồi bắt đầu tới trưa là ông trời ổng hết nắng rồi. Bắt đầu sáng xịt vậy đó. Rồi có bữa thì mưa lắc rắc lâm râm. Chỉ có ngày nay mùng 10, đúng là mùng 10 nay mới thấy được cái mặt trời đẹp vậy nè. Giờ này 5 giờ rưỡi hơn rồi mà mặt trời còn chói chang ở trên cao luôn. Tại vì sáng nay 7 giờ là mặt trời đã lên cao, sáng rực luôn rồi. Dài dài đây bán đồ ăn nè, nước mía. Này là đường Võ Nguyên Giáp. Món gói bông, đồ chơi, siri, ăn vặt. Mặt trời ngày nay là xây qua một góc rồi nha các bạn. Thường ngày á, nếu mà mặt trời giờ này còn á, là mình sẽ chạy ngay cái con đường ngay đây nè, là nó sẽ chói thẳng vô cái mặt luôn, nằm ngay trước mặt luôn á. Nhưng mà ngày nay là mặt trời nó nghiêng qua một góc rồi, là chạy nhìn thấy cái mặt trời nó án qua hàng cây á, nghiêng qua một góc. Chứ thường ngày là chạy vậy là mặt trời ngay trước mặt luôn á, mặt trời chỉa thẳng vô mặt luôn. Nay bắt đầu xây rồi, nước ép trái cây đó. Mình đang đi ngược nắng nè đó, mặt trời trong hàng cây dội ra đó, đó đẹp chưa. Đây là bán me đó, me này người ta hái, có thể là hái ở đây nè, tại cây. Cam bán 10.000 ký nha các bạn. Đó mấy gốc me này nè, người ta ra cái lấy cái kẹp ra hái rồi xuống bán luôn. Bán me non. Cam 9.000 ký. Rồi. Cam đây có 9.000 à. Chiếc xe đằng kia bán cam 10.000 ký, còn cam ngay chỗ đó bán 9.000 ký nha các bạn. Mua cam về để dành dắt uống. Uống nước cam. Còn không thì ăn, gọt ăn. Nay là đang vô mùa vú sữa nữa nè. Rồi đi sớm dài dài thấy chợ bán vú sữa tím, vú sữa lò rèn, nhóc. Bán vú sữa. Đây, con đường, đoạn đường ngay đây là bán chiều nè. Hủ tiếu, bánh canh, miếng gà, bắp. Bán quần áo. Thấy không, quần áo buổi chiều dài dài nè. Đây là bán hàng bông, bắp cải, củ cải đồ 20.000 đó, vú sữa tím á, bắp khô đó. Đây là một đống rét. Còn đây bán cá 35.000 một ký. Mình đã tới cầu Hàm Luông nha các bạn. Trước mặt các bạn là cầu Hàm Luông. Còn bãi đất trống bán bông ở đây bây giờ nó chỉ còn có mấy chậu ớt thôi. Ở đó là giờ còn có chậu ớt rồi. Đó, ngay đây là cầu Hàm Luông. Mình sẽ lên giống cầu Hàm Luông nha. Đó, mặt trời chiều đẹp chưa? Quá đã ha. Chói chang. Giờ mình lên dốc cầu, tạm lên dốc cầu thôi. Lên dốc cầu cho các bạn xem mặt trời chiều. Chiều mình chỉ đi hóng gió vậy thôi. Chiều mình chỉ chạy đi hóng gió vậy đó. Ghê không? Đó, quá đã. Trời giờ còn cao ghê hồn luôn. Dòng ngắm cảnh rồi.
nay lượng xe người ta đi thành phố là giảm rồi. Đó, đẹp không, đẹp không, chạy lên dốc cầu khánh thành trời đẹp ha, quá đẹp. Đâu phải ngày nào cũng có mặt trời đẹp về để ngắm đâu, lâu lâu vậy mới có ngày, từ hôm Tết tới nay luôn á. Dưới cầu có mấy chiếc xuồng nè, thấy không? Dưới là chiếc xuồng thả lưới. Bên kia là thanh tân, giờ bên đó là còn là ngọn cây dừa không à. Ô, một cái bong bóng. Đây, mình đã lên tới dốc cầu rồi. Còn mé dưới này là cồn. Dưới này là cồn. Cồn ốc. Chiều chiều nay ông trời ông đảo lạnh, ngày hôm qua chiều còn lạnh ghê, chắc ngày nay có mặt trời nè cho đảo lạnh. Đây là ngọn dừa không à, về tới mỏ cày là dừa, bao la dừa. Chiều nay là hết mùng rồi các bạn ơi, rồi xong khúc bóng mặt trời. Chiều nay là hết mùng rồi, ngày mai là bắt đầu mình chuyển qua mền. Đó, một chiếc xe đi ngược chiều, chạy bon 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 cái có một chiếc ngược chiều vậy. Đi đường của mình mà mình phải né anh ta vậy đó. Đây, máy sạc hải sản. Giải khát vú sữa 20.000 một ký nha các bạn, vú sữa lò rèn 20.000 một ký. Trà Vinh 53 km nữa là tới Trà Vinh rồi. Đây là chợ Thanh Tân nha các bạn, bây giờ mình xin tạm biệt các bạn ở chợ Thanh Tân nha. Đó, giờ mình đến Thanh Tân mình kết thúc video, bye bye, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.